Chị Thùy, em biết cách đục lỗ rồi. Ừ, tốt. Nhưng hôm nay em cần rạch đống y cắt cơ. Chị biết rạch không? Chị biết rạch không? Chuyện nhỏ. Nhìn đây này. Bố mẹ có thể làm trực tiếp trên đầu núm hoặc là lộn ngược lại như mình. Thao tác lộn thì sẽ giúp bố mẹ dễ nhìn thấy vết y cắt hơn. Nhưng mà cần lộn núm cẩn thận để tránh bị rách nha. Sử dụng đồ chuyên dụng để khía thật nhẹ theo vết y cắt có sẵn ở cả ba góc. Kiểm tra vết y cắt trên đầu núm thấy rộng hơn ban đầu là thành công rồi nha. Phương pháp này thì sẽ giúp kích sữa chảy ra nhiều hơn, phù hợp khi mẹ cần tăng size núm y cắt cho bé nha.